Chào các bạn ha thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách à, bật cái tính năng ghi màn hình trên cái bảng thông báo vào đây các bạn ha thì hiện tại là mình sẽ không thấy cái chức năng ghi màn hình của cái dòng iPhone này thì bây giờ bật lên như thế nào à, các bạn làm theo hướng dẫn giúp mình nha thì à, bây giờ các bạn vào cái chỗ cài đặt các bạn ha rồi à, các bạn kéo xuống ở chỗ phần trung tâm điều khiển các bạn nha Đó nơi các bạn nhấp vào chữ tùy chỉnh điều khiển. Rồi. rồi ở dưới đây thì nó sẽ có những cái chức năng nào đó mà các bạn có thể tùy chỉnh bỏ vào trong đây. Ở đây mình sẽ có thẳng sẵn là đèn pin, hẹn giờ máy tính camera ha là nó đã hiển thị ở đây rồi ha, đèn pin, máy tính camera. Bây giờ mình sẽ bật cái chức năng ghi màn hình ở đây. Đó nó sẽ tự động có ở đây rồi mình nhấp, chỉ cần nhấp cái cộng thôi hoặc bất kỳ một chức năng nào đó ví dụ như chế độ tối ha các bạn nhấp vào là nó sẽ tự động nó, lên, nó lên, nó lên trên này luôn đó. rồi ok rồi bây giờ mình ra lại mình sẽ kéo xuống đó hiện tại nó sẽ có chức năng ghi màn hình đây rồi ha đó mình chỉ cần nhấp vào và mình chỉ cần bắt đầu ghi thôi ha đó họ hỏi chức năng nền tối ha rất là đơn giản mình chỉ cần nhấp vào nó sẽ ghi màn hình của mình đó ha. Rồi tắt Đó. video màn hình được ghi ha Rồi vậy là mình đã hướng dẫn những các bạn cách Để mà các bạn có thể hiển thị được Cái chức năng ghi màn hình trên cái bảng thông báo Của dòng iPhone các bạn ha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha Nếu thấy hay và hữu ích thì các bạn có thể like, chia sẻ giúp mình Cảm ơn các bạn rất nhiều